Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta lại được tiếp tục gặp nhau nữa rồi. Admin xin kính chúc tất cả các bạn luôn luôn gặp thành công và may mắn trong cuộc sống nha. Nhưng các bạn đừng quên, hãy nhớ nhấp đăng ký và theo dõi kênh để ủng hộ cho Admin nha các bạn. Và ngay sau đây, xin mời các bạn đến với bản tin mới nhất trong ngày. Mẹ Mai Phương, tôi mất ngủ bất an vì chưa thể đón bé La Vi về. Bà Tâm mất ngủ nhiều đêm khi chưa thể đón La Vi trước khi Phùng Ngọc Huy về nước đưa con sang Mỹ. Hai tuần sau khi ông C, bà Tâm, bố mẹ của diễn viên quá cố Mai Phương bày tỏ mong muốn đưa bé La Vi về nuôi. Bà Tâm cho biết vẫn chưa thể gặp cháu. Bé La Vi đang được bố đẻ ca sĩ Phùng Ngọc Huy giao cho hai cô bảo mẫu chăm sóc. Chia sẻ với báo chí, bà nhiều lần không kìm được sự xúc động. Tôi buồn, nhớ cháu nhiều. Nhiều đêm tôi mất ngủ bất an vì chưa thể đón La Vi về nuôi nấng từ tay hai cô bảo mẫu. Tôi từng nuôi La Vi 5 năm. Từ ngày Phương đẻ cháu còn đỏ hỏng trong viện đến khi con đổ bệnh. Gần 2 năm nay, tôi không trực tiếp nuôi cháu nhưng thường xuyên qua lại, hàng ngày ngủ lại với La Vi ở nhà Phương. Tiền bạc với tôi không quan trọng, tôi không thiếu tiền vì có công việc kinh doanh ổn định. Tôi chỉ muốn nuôi cháu trong thời gian Phùng Ngọc Huy chưa thể về nước đón con, bà nói. Bà Tâm cho biết mình bị hai bảo mẫu gây khó khăn khi muốn gặp cháu. Họ nói tôi muốn đến thăm là phải gọi điện trước. Tuy nhiên tôi gọi điện thì họ không nhấc máy hay gọi lại. Nhiều lần tôi sang nhà hai bảo mẫu để gặp cháu nhưng không có ai ở nhà. Trước khi xảy ra ồn ào về việc ủy quyền nuôi nấng bé La Vi, họ vui vẻ miễn cưỡng cho tôi đến thăm, nhưng khi hai bà cháu chụp hình, họ khó chịu. Họ không cho hai bà cháu tôi có không gian để nói chuyện riêng. Thậm chí nhiều lần, hai bảo mẫu ra hiệu để con bé lên lầu 2, không tiếp xúc với ông bà. Có lần tôi gửi quà sang cho cháu thì họ trả về, mẹ Mai Phương kể. Mẹ Mai Phương khẳng định theo quy định của pháp luật, Phùng Ngọc Huy là cha pháp lý của bé La Vi nên có quyền nuôi con. Song thực tế ông bà ngoại vẫn có quyền chăm cháu. Hai cô ấy không phải ruột thịt máu mủ của La Vi nhưng lại tranh giành với chúng tôi về việc nuôi dưỡng chăm sóc bé La Vi là đang sai quy định về mặt pháp luật. Việc họ không đưa ra được bằng chứng hợp pháp về việc được ủy quyền thì rõ ràng họ đang bắt giữ người trái pháp luật. Nói đúng hơn là đang bắt cóc cháu tôi, bà khẳng định. Bà Tam tiết lộ đã gửi đơn kiện hai bảo mẫu đang chăm bé La Vi về hành vi bắt giữ người trái phép lên Tòa án Nhân dân quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều lần tòa triệu tập họ lên làm việc nhưng họ đều khước từ, bà nói. Bà Tam cũng nhấn mạnh, dù Phùng Ngọc Huy có lên tiếng rằng đã ủy quyền hợp pháp cho hai bảo mẫu chăm sóc bé La Vi, bà vẫn sẽ kiện đến cùng. Bởi ai nuôi bé La Vi cũng được, miễn sao không phải là hai cô này. Nhiều người lầm tưởng rằng chúng tôi giành quyền nuôi cháu với Huy, nhưng không phải. Nhưng không phải, tôi chỉ muốn nuôi cháu đến khi Huy về nước, đón con sang Mỹ. Thời điểm đấy, nếu Huy có đủ tình yêu thương và điều kiện kinh tế, tôi sẵn sàng giao cháu cho Huy, bà nói. Hòa My, một trong hai cô bảo mẫu của bé La Vi, trước đó đã tỏ ra bức xúc khi bị bố mẹ Mai Phương tố câu ăn chặn tiền nuôi dưỡng, chiếm tài sản của Mai Phương. Cô khẳng định, mình chăm sóc bé La Vi theo sự ủy quyền của Phùng Ngọc Huy, bố bé La Vi, bằng văn bản giấy tờ hướng dẫn của luật sư. Và việc này theo cô là hoàn toàn đúng pháp luật. Hòa My kể, khi còn ở trong phòng cách ly hôm ngày 4 tháng 9 năm 2019, Mai Phương nói rõ di nguyện của mình là để con gái lại cho hai chị em cô nuôi dưỡng. Về phía Phùng Ngọc Huy, anh khẳng định, sau khi được sự tư vấn của luật sư, anh đã làm giấy ủy quyền chính thức cho hai bảo mẫu thay mặt anh chăm nom nuôi dưỡng bé La Vi trong thời gian anh chưa thể về Việt Nam do giấy tờ chậm trễ. Tuy nhiên, theo luật sư Mai Tiến Luật, đại diện pháp lý của bố mẹ Mai Phương, việc hai cô bảo mẫu không đưa ra được căn cứ hợp pháp về việc họ trông giữ bé La Vi là hành vi bắt giữ người trái pháp luật.